Vâng, chung kết đối với Gen TV và bên phía Liên Quân có một Seng của E, một Minoan của Hoàng Mai Nhi, một Babylon của Đỗ Minh Hải tức Van Lớp, và cuối cùng là một Sumerian tới từ Bi Bé Bỏng. Bên này có một Seng của Chim Sẻ, một Kata của Chip Boy, một Pan của No 1 và một Pơ tới từ Hồng Anh. Thời điểm đầu chém sẽ thuộc về các game thủ bên phía team Gen TV, nhưng lâu dài thì có lẽ là khó. Tùy vào xem thế trận như thế nào đã, nhưng mà nên dứt điểm sớm, còn để lâu là căng. Đây là Pamiran tới từ No 1. Pơ nằm ở đâu? Pơ ở ngoài anh đây rồi. Và Chim Sẻ nằm đúng cái vị trí mà anh ta thích. Vâng, ngồi quay tay. Còn đây là Hello Chip Boy cầm Katarian. Ba chém một cung. Vâng, nếu chơi cung chém thì Pan vẫn được tính là cung R đấy. Chúng ta sẽ đến với một là Pơ, hai là Pan. Pơ đã có hiệu về và Pan cũng sẽ có hiệu về. Một voi dành cho game thủ Hồng Anh sau khi đã đưa được bầy hươu về. Cần lắm chiếc bé sớm và thêm một bầy hươu nữa. Thôi làm cái BS cho nó mát ruột đi đã. Đây rồi, thêm một voi. Một bãi quả ở giữa hai nhà Seng và Persian. Vâng, Hồng Anh ăn ư? Chim Sẻ đã có đồ ở khu vực khác rồi. Như vậy là bài của Hồng Anh là bài tương đối tươi. Một bài kích 9 tới từ game thủ Hồng Anh. Tất nhiên Hồng Anh đang cần thêm những đồ. Vâng, bài này nếu Hồng Anh đánh chắc nhà cũng vẫn được. Vâng, vẫn đang cầu thêm con voi nữa. Dân đi dò mà tự nhiên lại thấy thêm. Vâng, gặp sư tử rồi, có lẽ quay đầu về thôi. Ép đời kiểu như này cũng được. Một bài chuẩn. Chơi bãi quả phụ. 23 dân và sẽ kích đời. Như vậy là ở 7-14 ép gỗ. Vì bây giờ phải đóng thêm một chiếc BG. Đóng ở trong, đẹp rồi. Một pha cắm cờ đi dò thêm của Hồng Anh để tìm ra một cái gì đó. Vàng thì đây rồi. BBBM nên bò bãi gỗ và bãi vàng. Cùng xem nhà Pan của No 1 có đột biến không. 18 dân tới từ game thủ No 1. Có quả phụ. Vàng của anh ở chỗ nào? No 1. Vâng, có vàng rồi. Vẫn đang muốn tìm thêm những đồ ăn. Những đồ đi ăn hoang chăng? Chim Sẻ 25 dân đánh chuẩn so với Seng. Chip Boy bây giờ còn đang đưa hiệu voi về. Tình huống dở hơi tới từ nông dân và con hiệu. Lên đời không sớm là hình ảnh của Chip Boy. Chúng ta quay lại với Hồng Anh. Hồng Anh đã kích đời trong 9. Công giáp đầy đủ. Nâng giáp trước. L2 và bầy hiêu.
Hồng Anh còn thêm bầy yêu nữa, nhưng He He là người đánh chém và điểm số đang cao nhất trên bản đồ chăng? Chém hả em He He? Xem thăm lai đi, dân bao nhiêu? Như vậy gặp nhà màu 8 đầu cánh của Hoàng Mai Nhi. Đây là Min Oan. He He đang dâng lờ dành cho Min Oan. Xem dâng cho Min nhá. He He là người dâng lờ. He He dâng lờ cánh em chị ạ. Bò rất nhanh khu vực bãi gỗ. Bị chọc trong tình huống này. Một tình huống vậy cản dân của game thủ trẻ. Tạm thời mất 3 dân nhưng giữ được khu vực này. Đây là màn hình máy của màu 5 bi bé bỏng đánh cung luôn. Bi cũng đánh cung luôn, như vậy là chim sẻ đi nắng sẽ bị game thủ E dâng thẳng hai nhà L vào. Chim sẻ hãy cẩn thận, giò đã thấy và hai lạc đà sẽ tới ngay sau đây. Trong khi đó đây là game thủ Hồng Anh đang bò rúi rụi là hình ảnh của game thủ trẻ BB. Không lọt. Min Oan đánh cung và cả game thủ BB cũng đánh cung. Một pha mài kiếm của Hồng Anh. Một pha mài kiếm của Hồng Anh. Liệu có xin quẩy ra luôn không? Rất nhiều lạc đà đang mài kiếm vào nhà Min Oan. 4 cung L lên góc 9 rưỡi. Nhanh còn kịp, Min Oan đã có cung A một áo thời điểm này rồi. Đi thẳng lên. Đã có hai cung A một áo để thủ trong tơn này. Đẩy lên. Cung A hai áo có lẽ được bơm trần lực từ game thủ Seng hoặc là BB. Persian chưa tạo sự đột biến của mình. Trong khi đây là No 1. No 1 cũng đang chơi với game thủ màu 7 He He. He đang hoàn toàn rất tốt nhiệm vụ của mình. Quay ngược sang ốp nhà màu 5 của BB. Chim sẻ cứ phát triển to đều là ổn. Sen của He là người đánh chém. Vâng, No 1 cần phải đi được những con lạc đà. Màu 6 đầu cánh của game thủ Đỗ Minh Hải đã thủ phủ. Trong đó đây là pha ốp vào nhà màu 5. Ốp vào nhà màu 5 của game thủ BB. Cung Nga Min Oan và đã sang thủ. Sumerian, Simon BB và Min Oan thông nhà cho nhau trong trận thiếu này. Một pha bò nhà rất tốt của các game thủ bên phía Liên Quân. Về lớp cũng là người đánh chém và một tên lủng nhà của BB, nhưng ở trong còn cả cung A và cả cung R. Chip boy không nên vào. Tham 28. Về lớp đang yêu trước game thủ chip boy, thì chip boy đã có một tên tà té. Đây là Hồng Anh. BB đang đẩy. BB đang đẩy cùng với Seng để cho Min Oan có thời gian để phát triển to cân cái bản đồ này. Khi đối trọng ở bên kia cũng chỉ là một Seng tới từ chim sẻ đi nắng mà thôi, không phải là một cung tuyển. Trọng trách đối lại với Min Oan của chim sẻ là khá lớn. Tham 66 trên 76 của chim sẻ. Chim sẻ vẫn đang nở tham mắc binh. Nhưng cái điều khó là ở đây là Min Oan. Màu 7 dường như đang chạy về góc nhà của Seng để có thể ăn hoang, sau đó hồi luôn. Màu 7 của He là cũng là một người cầm Seng. Chim sẻ đang chờ đợi cho He đóng chiếc nhà BS. Vâng, đóng chiếc nhà BS xong thì chim sẻ mới lao vào để vào bắn.
liên tiếp phải E để ăn dân của người cầm xe. Game thủ E. Chim sẻ cần phải có đầu máu ở thời điểm này. Có cả bản, có bản đồ nữa là tốt hơn. Minoan và BB và Hoàng Minh Nhi đang ôm lấy nhau. Chim sẻ phải đỡ kiểu gì? Nâng cả bản đồ luôn trong tơn đi quân này. Có cần chim sẻ chéo bắn phù không? Chip boy và game thủ nâu bột không kịp. Như vậy là kịp nhưng đã phù được một con lạc đà. Chip boy đang chơi rất hay. Như vậy là về lớp là người cầm Babylon. Timeline bên phía GameTV đang đè do chim sẻ là người to nhất trên bản đồ. Nhưng đánh về lâu về dài thì BB và Hoàng Mai Nhi sẽ cân lại được. Vâng, sẽ cân lại được cái thế đó. Pơ đã yếu dần theo thời gian. Đó chính là Hồng, game thủ Hồng Anh. Nhưng vẫn đang đì cho BB chưa ra được khỏi nhà. Chim sẻ lên chéo một tên bên kia cho Novo. Trời, chết hẳn đi. Cho Van Lớp chết hẳn đi. Timeline cân trở lại rồi. Novo cần phải giữ được timeline. Đừng bao giờ để chết vì thế trận này là thế trận rất cần tới Pamidan. Chip boy tham vẫn là 30 nhưng mà cánh bên này hai nhà chém vẫn đang ổn. Chéo một tơn cho về lớp chết hẳn để đưa về thế 3-3 đi em. Như vậy là nhà màu 8 đẩy quân trong tình huống này. Minoan đẩy đời 3. Ông anh ơi, em đi quản nguyên màu 7 he cho anh. Tham 116 của chim sẻ đi nắng. Nếu như lên 14 sớm hoàn toàn có cửa cho Game TV. Bắn phù của game thủ Vlup. Một tơn đẩy. Và với cái thông tin này thì bên phía của các game thủ, bên phía team Liên Quân sẽ đẩy tất tay nhà chim sẻ. Chim sẻ lên lùi một ít quân về. Lùi một ít quân về. Lùi hết về, để lại một vài con bắn phù thủy thôi. Để lại một vài con để bắn phù thôi. BB đi lỗi. BB là người đi lỗi trong tơn này. Vẩy E dành cho chim sẻ. Tiếp tục là một pha vẩy E của chim sẻ đáng để bắt toàn bộ tân quân đi lỗi này của game thủ trẻ BB. Không, đừng em ơi, đừng em ơi, tí nữa vào sau. Timeline 136 trên 136 của chim sẻ đi nắng. Vẫn đang thi đấu quá hay và nở tham quá khủng khiếp dành cho chim sẻ. Đừng lao vào. Nấu một đấy, đừng lao vào. Trong đó đây là tham 32 tới từ game thủ Chip Boy. Tham đầu 1 là 33. Chim boy giết, giết chết nhà 16 đi em. Còn đây là Hồng Anh tham 10. Chúng ta đến với chim sẻ để chờ đợi chim sẻ đi nắng bắt tân cung A này. Tạm dừng từ Hoàng Mai Nhi. 70 dân tới từ chim sẻ. Yes, yes, yes. Vâng, bây giờ chim sẻ cần phải bắt được quân của, bắt được tân cung A Minoan này, sau đó mới nhảy, mới nhảy 4 được. No một nhiều khả năng vẫn cứ phải quay về đỡ dành cho chim sẻ, nếu không thì sẽ cực kỳ khó. Hồng Anh là người vừa chém được dân đi dân Nga của game thủ Hoàng Mai Nhi. Vâng, Hoàng Mai Nhi đang muốn đánh đời 3 và Liên Quân muốn đánh đời 3, muốn đẩy luôn. Trong cái đó chim sẻ thì vẫn đang nở tham mắc binh để đỡ những kích. Vâng, những kích quân tới từ game thủ Hoàng Mai Nhi và cả BB nữa. Di dần và đã đấu nhau rồi. Có ai đảo cho chim sẻ không? Chim sẻ đang lùi toàn bộ quân về.
để chờ đợi những tên quân mới nở ra. Nhờ tam lai cực kỳ to của mình và có những tên đảo tới từ game thủ nâu một chơi. Đã có một tên dàn quân tới từ chim sẻ, ba kích cung từ ba hướng lao vào và có lạc đà pan để mở đảo. Bắt xong tên này, chim sẻ sẽ nhảy đời bốn kích bốn và đánh đạp đi. Vâng, rất công phu với ba kích cung rồi, cuối cùng bắt được chỉ rất ít quân. Nhưng lúc này thì BB đang ngồi sóc dân để có thể lên được đời 4 đánh hot của Sumerian. Bắt tên này xong sẽ đẩy toàn bộ cung R lên phía nhà của BB. Đánh BB. Tất nhiên phải xem những tên đi dâng Nga của Hoàng Anh Nhi đến chỗ nào rồi. Tham 135 tới từ game thủ chim sẻ đi nắng. Chip Boy tham 47 rất tốt. No 1 tham 18, như vậy anh đã bị bên lớp ôm bom trong tên vừa rồi. Màu 5 luôn, tất cả ốp nhà, ốp nhà màu 5 BB cho anh. Còn đây là màn hình máy của game thủ chim sẻ, tất cả sẽ đánh nhà màu 5 của BB. Em bỏ đi chim ở nhà em nở 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 cũng nở ra mà. Đánh chỉ đánh nhà màu 5 cho anh. Không, màu 5 muốn lên đời 4 là hỏng đấy. Sóc cung R đi chim ơi, đỡ tên Minoan. Không sao cả, đánh lùng nó đi. Vâng, một tên ốp của chim sẻ vào nhà BB để lo sợ BB nhảy 4 sẽ là một thế trận cực kỳ khó. Bơm gỗ cho chim sẻ có thể kích được đạp đôi. Vâng, kích đạp đôi rồi, bây giờ thì đang sóc hot. Một tên ốp nhà màu 5 cực ảo để ăn dân của Sumerian. Lo sợ tình trạng BB ngồi sóc dân. Tên đẩy quân rất mạnh mẽ của Hoàng Anh Nhi nhưng chưa tới nhà chim sẻ. Chim bơi vào nhà màu 5 đi. Một tên mà cả Chip Boy đang lao vào để ăn dân của nhà màu 5. Chim rẻ nắng bắt đầu đỡ tên cung A đẩy. Đạp đôi chuẩn bị lên, nếu không cần phải đấu, lùi lại chờ đạp đôi lên cũng sẽ được. Tiếp tục là những nhà BL dành cho game thủ chim sẻ đi nắng. Có những con sọc đơn để đảo và có những con cung R, những con hot đứng sau bắn cung A Minoan và có cái lạc đà pan. Nhà màu 5 chết luôn rồi. Tỷ số rút ngắn xuống còn 1-2 cho game TV. Đạp đôi dành cho chim sẻ. Và bây giờ công toàn bộ vào phía khu vực nhà BA dâng của game thủ Hoàng Mai Nhi. Đạp đôi sẽ đẩy. Và lấy gì để mà đỡ đây? Nó quýt rồi không phải đẩy. Ông cứ bắt. Oh,